Đây anh chị em cùng theo chân sĩ đến thăm những cái vườn. Đây là vườn của vợ chồng em Toàn ở khu vực mỏ than. Đây, vợ chồng rất trẻ. Mận thì cũng không được ngố cụ, nhưng mà gọi là ngố vừa vừa. Nhưng mà tất cả là đều, lúc cũng đều. Hơn 1.000 cây. Như này mới đánh được 2 lần mã, quả thì cứng. Anh chị em nhìn méo này này. Quả nào toàn bị méo này, chết không. Nếu anh chị em nào mà quan tâm đến mận ngon, mận đẹp thì luôn luôn theo dõi kênh của sĩ để sĩ có thể chia sẻ cho những nhà vườn cực đẹp. Anh chị em nào mà có nhu cầu mà ăn mận, mận tuyển, mận VIP thì hãy bình luận ở bên dưới, theo dõi chân bên dưới cho sĩ biết nha. Đây là mới được một lần Luchica mới này Tomac. Cái quả nó rất là méo, quả này. Ok chưa anh em? Là rất là tuyệt vời, tự hào khi mà được anh em tiếp đón rất là nhiệt tình, cơm gà, cá gỡ. Niềm rất là vinh dự là được anh chị em tiếp đón, rồi cũng như là đánh giá những cái cách làm, cũng như là cái quy trình sản phẩm, rất là mừng. Mặc dù là chưa cái tinh thần là cung cấp sản phẩm rộng rãi, nhưng mà cảm ơn anh em đã cùng kết nối với sĩ. Như này thì nó cũng ở dạng gọi là dạng chọn, gọi là ngố đấy, cũng không được. Đây ví dụ đây là chọn ngố này anh em. Ok anh em này, nhìn này. Đấy, phấn này. Những quả như thế này thì đấy. Là nếu anh em nào mà có nhu cầu về ăn mận làm quà hay là phần kết nối thì có thể là bình luận ở bên dưới, sĩ có thể chia sẻ cho anh chị em. Và hai nữa là anh chị em nào mà muốn làm mận to đẹp thì có thể cùng bình luận, cùng anh em cùng trao đổi biết gì, hoặc là mình có cái điều gì mà mình gọi là trải nghiệm trước thì mình có thể chia sẻ lại cho anh chị em. Đây một điều vinh dự. Rất là cảm ơn anh chị em đã thưa tương tác theo kênh của sĩ trong thời gian vừa rồi. Rất cảm ơn anh em. Cây này thì trung bình thì khoảng hơn 1 tạ. Đây được mấy anh em ở Kim Mộc Châu cũng cùng đi chơi, cùng trải nghiệm. Sao tình hình cảnh thế nào? Tầm thả mấy. Soi vườn của mình thì bình thường không? Đây là ông chủ, vợ chồng ông chủ. Thế tình hình nhìn thấy mã thế này thế nào hả hai vợ chồng? Quá tuyệt vời đấy anh. Đến thời điểm này thì mới được có 9 điểm rưỡi. Chưa được 10 điểm hả? Chúng ta cùng trải nghiệm. Thế nếu anh chị em nào mà cần đến mận biếu, mận quà, nhắn tin cho sĩ nhá. Sĩ sẽ là chân kết nối, xin 550 tiền kết nối 1 cân nha. Đây, ok anh em, quả vườn thì cơ bản là khá là đều là sai. Bên kia có cả anh quả thì đến bây giờ thì chắc là ok. Thế nào anh Tiến? Được không? Mã thế nào? Anh Tiến phát biểu cho nó ok không? Nói chung là mận này thì không phải nhé ấy rồi, không phải xem rồi, mận đẹp quá. Lâu lắm rồi lại thấy vườn mận định cao này. Đây là cái bài học. Cũng rất là may mắn là thôi được kết nối với anh em. Mã đều đúng không anh? Mã đều đẹp, ok. Luchica B. Luchica. Cảm ơn anh chị em đã ghé thăm livestream video của sĩ. Anh chị em nào mà thấy video này hay hoặc là hình ảnh đẹp thì có thể là để lại bình luận và follow kênh của sĩ ở bên dưới nhé. Cảm ơn anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em ở các video tiếp theo.